Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông bên cạnh. Hy vọng những thông tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật thú vị và bổ ích. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Con ngáo ộp mà trẻ em Việt sợ chết khiếp thực ra là con gì? Cho đến nay, nguồn gốc của con ngáo ộp vẫn là một ẩn số. Có ý kiến cho rằng nó có nguồn gốc từ các giải thoại dân gian Việt Nam, lại có người khẳng định ngáo ộp có nguồn gốc từ văn học phương Tây. Ngáo ộp là tên gọi của một nhân vật đáng sợ mà các bậc phụ huynh Việt Nam thường đem ra dọa mỗi khi con cái khóc nhè hoặc có thái độ ương bướng. Nhưng con ngáo ộp chính xác là con gì? Có ý kiến cho rằng ngáo ộp là một sinh vật có nguồn gốc từ các giải thoại dân gian xuất xứ từ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nước ta, do được truyền miệng qua rất nhiều đời nay mà không ai còn biết câu chuyện nguyên gốc về ngáo ộp xuất phát từ đâu. Theo một giải thoại phổ biến, ngáo ộp là một con yêu quái méo mồm, mắt trợn ngược hay đi bắt cóc trẻ con hư. Vậy nên mỗi khi đem ngáo ộp ra để dọa trẻ, người lớn thường dùng ngón tay để kéo đuôi mắt và khóe miệng lại gần nhau, trông càng xì hợp, càng tốt. Lại có người cho rằng ngáo ộp có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây, cụ thể nó là một nhân vật bước ra từ câu chuyện thằng bé tí hon của nhà văn Pháp Charles Perrault, sinh năm 1628, mất năm 1703 và đã được nhiều người Việt biết đến vào thời thuộc địa. Theo câu chuyện này, các anh em tí hon nghèo khổ đến gõ cửa một nhà kia để xin ăn, không ngờ họ rơi vào tình thế hiểm nghèo. Khi đó là một gia đình yêu tinh, rất thích thịt trẻ con. Nhờ dùng mưu trí, các anh em thoát ra được. Yêu tinh trong câu chuyện đó có tên là Orc. Sang đến Việt Nam, cái tên đó được dịch thành ộp. Từ đó, người ta đã sử dụng từ ngáo ộp để chỉ thứ yêu quái có hình dạng xấu xí hay đi bắt trẻ con để ăn thịt. Trong tiếng Việt, từ ngáo dùng để chỉ những người to lớn, thô kệch và không có trí tuệ. Trong những cách giải thích trên, chưa thể khẳng định cách nào giải thích là chuẩn. Chỉ chắc chắn rằng trẻ em Việt Nam sẽ còn sợ chết khiếp con ngáo ộp dài dài dù chẳng biết thực ra đây là con gì.